bỏ luôn 1% ở level 7 đi thì ngon. Cái 1% ở level 7 ấy, bỏ đi. Nên bỏ 1% ở level 7 đi, chấm tình trạng với mấy thằng đỏ chó phát 5 tiền 2 sao ở level 7 vào. Tự nhiên bất chợt một ngày đẹp trời nào đó đang đánh rất là ngon lắm mà level 7 nó bắt nguyên con co 5 tiền 2 sao à, chẳng hạn Galio 2. Xong đánh hai khổng lồ ba thần tượng thì nó vả thân thang, đéo đã ai đỡ được nó luôn. Oh yes, yes. Thay đổi, nó là thay đổi cho vui. Thay đổi gọi là cho có, gọi là cập nhật thôi. Now we begin. Hảo ha, ấn bạc là lấy, ấn bạc là chắc chắn lấy. Ấn vàng đổ lên thì mình sẽ không lấy, ấn bạc là lấy, bỏ một ấn đi không sao cả. Ấn vàng thì mình không lấy đâu, ấn vàng thọt lắm. Lấy ấn vàng thì dễ cút lắm. Ô thần tượng xấu mà. Làm lại nhờ, đồ này làm lại chắc đấu thôi. Ở bên xây chắc đấu tiếp không? Chết sàn đã rồi mới tính. Sàn có ba lùn các bạn ạ. Ba lùn thì nó yếu lắm. Sàn có lùn đập chết rồi. Lùn đập chết rồi. Lùn đập ra máu luôn. Cái gì cũng nguyên sàn. Đéo chết sớm đến năm mọi lưng sớm nha. Thủ hai vàng. Chung chăng. Thì từ từ mình chép sàn đó là ăn tự nhiên có một thằng nào đó buồn buồn nó bán một con đi cái mình thắng ăn lên luôn. Yep, glass is half empty. Giết nổi không bé? Đéo giết nổi luôn. Không giết nổi luôn. Now we begin. Đây là con Talon này này. I never compromise. Talon này là cái con để giết được một con này. Thằng này mình chưa gặp đúng không? Thằng này hơi yếu đấy. Thằng này nó hơi yếu. Đây này, nó bỏ cả Bobby này. Nó bỏ cả Bobby 2 ra này. Buồn nó phá chuỗi mình là mệt đấy. Hmm.
Pandora này. Pandora này chắc nó khỏe lắm. Đó, chém đi nhỉ. Ừ. Thế là con Talon của mình xin được con máy áp chế. Để mất máu. Sao được mà win bài yếu bỏ mẹ. Cũng win thôi. Đây rồi anh em làm. Hy vọng là có con MF nha. Hy vọng về ra MF. Đừng có roll nhá. 6 lên mà 6 thì roll. Cung săn này này. Nào bên thua thắng gì cũng được. Nghe đọc thắng. Let's get cracking. Bài được rồi, bài mặn hết rồi các bạn, không phải là yếu đâu. Còn nếu mà mình đổ ấy thì mình sẽ up 6 mình roll luôn, mình lấy tiền mình up 6 mình roll 5 ngoại vân luôn. Ừ nó biết mình có. Thằng này mình gặp chưa chơi phút. Đây nó phá này, nó phá này, nên mà nó phá này, nó phá này. Bán nha, phá này. Tính phá đấy. Đấy, nó tính phá đấy. Nhưng mà mình nhìn đâu, mình nhìn lại rồi, thấy phá rồi. Cái mình đừng phá. Phá đâu nhé, còn phá đâu ngày. Cứ rình rình thôi, chắc lên đâu có phá đâu. Chắc lên luôn, đâu có phá đâu. Đòn để cho bán quân này. Rồi, bây giờ từ giờ thì thoải mái rồi. Now, we begin. I see things clearly. Từ giờ thì cứ thoải mái nha em ơi. Hai cầm đi. Hai cầm đi là thắng rồi đấy. Thủ toàn vàng. Có một cái gian đạo tạc đỡ đấy. Đen máu. Ra sau rô một tí kiếm 5 ngoại binh. Mà thôi chắc là mình nghĩ mình để 3 ngoại binh thôi nhỏ. Rồi
khỏi rồi nó chết luôn đi nhỉ. This is who I am. Để ba mọi bên nó chết khỏi rôn đi. Thật đấy. Để ba mọi bên đó. Máu 50 máu rồi. Rôn chua. Để ốc 7 đi. Ốc 7 rôn mà con bắt. Tiền quá. Lấy gan rồi á, không lấy cung đi, cung săn cùng cung. Giờ vẫn đang ngoài bên thì bạn cứ cho ra thôi, bài cũng đang khá là mạnh rồi, bạn không yếu. Rồi một tí không? Take back what's mine. This is who I am. To live is to fight. Flush him out. Protect you. Không than nữa. Thank you.
get cracking. Hang them from the slaughter docks. The beast crawls trap. Giáp thiên thần cùng cung cung sang. Time to start some trouble. Thiếu kháng phép luôn. The fun begins. Dây xi tí cho nó cầm viền nặng các thứ nữa. Chấm hỏi cái gì luôn, nhiều tiền mà các bạn. Em tiêu ra còn mồm mà. Làm như bài với kiểu nó bắt cần kinh lắm. Làm như mẹ JC2 hay Kaiza 2. Làm như bài mà có JC hay Kaiza 2 bằng. Làm như cái gì nó ghê gớm. Làm như cái gì thì mình đang có cái gì đó nó kinh khủng lắm. Xài cuồng đao các bạn, lắm xài cuồng đao mình diệt thôi. Xài cuồng đao mình diệt. Ủa cái thiền chưa, đang dưới cung. Ủa cái thiền. Giờ phải ra cay ra nhỉ, hoặc là ra ấn thắt đấu. Ra quay ra ấn thắt đấu thì ngon nhỉ. Từ từ nhá, chưa ghép hội nhá. Mình chưa ghép vội đâu, nhưng cứ để đi. Đây mình có thể ghép học viện này. Mình có thể ghép học viện đấy. Còn mình xài mèo á. Ghép học viện rồi xài mèo vô nữa 4 học viện. Cây ra học viện ngon. Ừ. Mình đang dư nước mắt kìa. Xài mèo nó là 4 học viện luôn. Thách đấu ngon hơn hay học viện gì? Thách đấu hay học viện đều ngon cả.
Đợi đã, đợi ấn tiếp theo là ấn gì đã. Rồi mình tính. Chứ gì nó đã ghép lốc nó lốc vô nè. Chứ gì là rừng rồi các bạn. Hơi tí là rừng. Chơi game với kiểu chỉ soi mình, không để ý một tí là bị nó lốc. À biết đâu nó ra trăm bài vở nó tính thì sao. Huy hiệu thắt đầu. Huy hiệu học viện. Bây giờ học viện mình chưa biết cho ai lấy huy hiệu thắt đấu chứ đi. Huy hiệu thắt đấu rồi ghép thắt đấu là 8 thắt đấu luôn. Thắt đấu chưa đi hả? Thắt đấu chưa? Nè mà thắt đấu luôn. Dư cung thì để cung cung bạn, cung cung và tí băng làm sao? Mình đang chờ mà. Tí nữa mình có thể bỏ vô quýt này, không cần xài vô quýt này. Ra cái xa bộ quýt. Đâu cần xài vô quýt làm gì. Rồi lên chết thêm brown thôi. Rồi lên chết mình kẹp con brown như thế nào đi. Quyền năng Yone được mà. Không có gì lắp quyền năng Yone được mà. Yone quyền năng ngon mà. I'm always ready. JC thách đấu đứng sau đi nhỉ. Nếu muốn đánh JC chắc cho JC đứng sau. JC đứng sau đang ngon hơn. You get the next one, Val. Cùng đao thì chắc là không cần. Bàn tay công lý quyền năng. Bàn tay cho con này ha. Quyền năng cho Yone. Chiếu hả? Chiếu thì còn lại cái cùi đao với dao điện cùi bà ơi. I'm always ready. Còn là cái giao điện nó hơi lở. Giờ này quyền năng ngon mà. Tích 25 số nhanh lắm. Nếu không có cùng cung thì thôi chứ giờ sao giờ. Lên chết thêm cái brown này. Có cây dài cho em vui. Đấy.
Em nghĩ là thay mèo và Leona và thêm Orianna thì từ từ em ơi. Khi nào team mình đủ cứng cáp đã, Fiora còn đang một mà. Ôi level 8 cây ra 2 này. 6 thách đấu 4 học viện này. Này mà cây ra học viện thì nó bú luôn. Đồ có đẹp mà, đồ thằng đẹp. Đẹp các đồ mình. Bỏng khói mất dậy không? Thì mình biết là vẽ được đố. Tôi biết mà. Tôi thấy mà. Như Sigiha kiểu kiếm súng. Trông ai đuổi thế nhỉ? Thì lấy cái giáp máu cho con mèo. Rồi lấy huyết kiếm cho JC. Suy nghĩ chậm quá. Suy nghĩ hơi chậm. Đẹp hơn mà không lên 9 kẹp được thì dây xì thì cũng đi. Mèo 1 hay vào siêu ngon luôn. Dây xì 1 là tướng dây xì 2. Bán này mình có hút 7 á. Nên mình cứ xài rất tin bẩn. Không có bút bẫy là mình xài khăn. Mà có cái khăn phép đéo nào đâu mà khăn mới xài bút bẫy. Làm gì có cái khăn phép nào đâu mà cứ bút bẫy với khăn thôi. Không có khăn phép thì có cái bút bẫy này đỡ nó rất khăn. Khóa hỏng rồi. Cái này còn dây xì 2 thì quý. Thằng này nó có cái da ngon quá, sao nó không thấy anh học viện qua. It's too late for you.
sharp blade. Rồi mình thấy con Phil ra thứ hai đấy mọi người. Đó, mình thấy con Phil ra thứ hai. Thua lên. Hồi nãy tôi đang xếp con brown xuống dưới, tôi bết con sắp thủ thôi. Anh em thấy clip này hay á thì nhớ để lại cho mình một like nha. Nếu anh em muốn thử thách mình dép tướng mới hoặc là build đội hình mới á thì để lại một comment cho mình ở phía bên dưới nha. Đã sinh ra là chỉ châu tinh nghịch, trẻ châu ta thì thường hay khinh địch, khinh xong rồi thì chỉ châu vô địch. Châu. Đã sinh ra là trẻ châu tinh nghịch, trẻ châu ta thì thường hay khinh địch, khinh xong rồi thì trẻ châu vô địch.